Tài chính kiến nghị dân xuất khẩu gạo tẻ thường. Các giảm hàng trăm điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải. Australia thông qua gói hỗ trợ kinh tế lịch sử nhằm đối phó với dịch COVID-19. Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính có trong bản tin kinh tế và tài chính hôm nay. Cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi giới những tin tức được cập nhật. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, nhằm làm giảm bớt những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng, chính phủ đã quyết định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất. Cụ thể, gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời hạn gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế. Thời gian được gia hạn trước ngày 31 tháng 12 2020, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 5 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của kỳ 1 theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Tài chính, sẽ có 98% doanh nghiệp thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất tham gia góp ý kiến cho bản dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án điều hành xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương. Đại diện Bộ Tài chính có ý kiến đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết ngày 15 tháng 6, năm 2020. văn bản góp ý cũng kiến nghị tạm dừng xuất khẩu loại gạo tẻ thường, ở đây được biết đến là gạo cấp thấp của giống IR50404 đến hết ngày 15 tháng 6, 2020 để đảm bảo mua đủ gạo dự trữ quốc gia theo quyết định số 05 trên QĐ TTC về kế hoạch giao chỉ tiêu dự trữ quốc gia năm 2020. Lý do được Bộ Tài chính đưa ra như sau. Chỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa thường. Trước tình hình xuất khẩu tăng nên các doanh nghiệp đã trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia. Đến ngày 4 tháng 3 đã trúng thầu 178.000 trên 190.000 tấn kế hoạch, có tình trạng kéo dài thời gian ký hợp đồng và không thực hiện thương thảo hợp đồng nhằm kiểm soát giá bán thịt heo, bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối và người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung các nguồn lực phòng chống đại dịch COVID-19. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở các cấp khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá bán heo thịt và thịt heo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Quỹ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chú trọng tổ chức rà soát, kiểm soát giá bán heo thịt và thịt heo, bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối và người tiêu dùng, đề nghị các trang trại và hộ chăn nuôi heo tại các địa phương cùng với 15 doanh nghiệp đồng loạt giảm giá xuống mức 70.000 đồng một ký heo hơi, tiến tới giảm xuống 65.000 đồng một ký đến 60.000 đồng một ký heo hơi, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổ chức trà soát các địa phương đã hết bệnh dịch tái heo châu Phi để tổ chức công bố hết dịch theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi, doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức tái đàn, tăng đàn, đồng thời tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế như thịt da súc khác, thịt da cầm, trứng và thủy hải sản. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, khối lượng xuất khẩu chè tháng 3 ước đạt 9.000 tấn, với giá trị đạt 12 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, xuất khẩu chè giảm 2,5% về khối lượng và giảm 19% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Theo Hiệp hội Chè Việt Nam, tính đến cuối tháng 3, dịch COVID-19 đã bùng phát và lan rộng tại nhiều thị trường quan trọng của ngành chè Việt Nam như Đài Loan, Trung Quốc và Nga, làm gián đoạn các hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Các thị trường khác không ký được các hợp đồng mới, trong khi các hợp đồng đã ký trước đây được yêu cầu giảm giá sau, quãng thời gian giao nhận hàng hoặc quỹ hợp đồng. Tại thị trường trong nước, giá chè cũng có xu hướng biến động giảm. Cụ thể, tại Thái Nguyên, giá chè cành chất lượng cao giảm 10.000 đồng một ký xuống còn 220.000 đồng một ký. Chè xanh búp khô giảm 5.000 đồng một ký còn 100.000 đồng một ký. Chè xanh búp khô đã sơ chế loại 1 giảm 10.000 đồng một ký còn 130.000 đồng một ký. Dự kiến giá chè trên thị trường thế giới sẽ giảm trong thời gian tới và có những tác động đến giá cả cũng như hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng, trong quý một năm nay, đơn vị này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hơn 1.100 doanh nghiệp. Cụ thể trong 3 tháng đầu năm nay, Phòng đăng ký kinh doanh đã cấp mới chứng nhận đăng ký cho hơn 1.100 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ hơn 6.000 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong quý này, thành phố đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 219 doanh nghiệp và tạm dừng hoạt động 827 doanh nghiệp. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư, do tác động của dịch bệnh COVID-19, nên số doanh nghiệp giảm là tình hình chung của toàn quốc. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có hơn 30.570 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 210.370 tỷ đồng. Dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải, với mức thiệt hại lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Trước tình hình này, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp vận tải vượt qua cơn bão dịch COVID-19. Hàng hải là một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn bởi dịch COVID-19 sau ngành hàng không. Số lượng tàu thuyền vận chuyển hàng quá vào, rời cảng biển giảm 15%. Khách du lịch đi bằng tàu biển cũng giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã bãi bỏ, đơn giản quá nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, giảm chi phí logistics, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia đã đã cắt giảm được 6 thủ tục hành chính và đề xuất cắt giảm và đơn giản 7 thủ tục hành chính. Đồng thời ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục cho tàu thuyền ra vào cảng. Dù tác động bởi dịch Covid-19 không lớn như các ngành khác nhưng lượng hàng hóa xuất qua các cửa khẩu và vận tải hành khách của đường bộ đều sụt giảm từ 40 đến 80% vì vậy bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo tổng cục đường bộ Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện nghị định và xây dựng thông tư hướng dẫn nghị định số 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động thông qua đó thì cũng đã tạo ra cái môi trường cạnh tranh một cách công bằng giữa các cái loại hình kinh doanh vận tải ví dụ như là giữa cái xe hợp đồng với xe taxi rồi giữa các tuyến vận tải kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định với các cái xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng nhiều cái, cái thành phần hồ sơ ở trong các cái thủ tục hành chính về cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải về cấp đổi phụ hiệu biển hiệu cho xe ô tô đã được thực hiện giả soát và cắt giảm với nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và quy mô rủi ro hàng quá, Bộ Giao thông Vận tải đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để lưu thông hàng hóa được nhanh chóng tại thị trường nội địa bằng việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Đến nay, Bộ đã ra soát cắt giảm được 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm 384 trên 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Riêng trong quý 1 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã đơn giản sửa đổi và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính. Bộ đã được đã lập và trình lên Thủ tướng Chính phủ để thực hiện và phê duyệt được 9 trên 10 các nghị định liên quan cắt giảm khoảng 384 cái điều kiện kinh doanh của tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi cho rằng là những cái cải hành chính trong những năm vừa qua và trong bối cảnh mà đại dịch này thì sẽ tạo rất lớn cho cái việc là giảm bớt cái khó khăn cho doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Qua việc chủ động cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xem xét giảm 50% thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, xem xét miễn giảm phí neo đậu trong trường hợp tàu thuyền phải neo đậu cách đây 14 ngày tại khu vực neo đậu chờ kiểm dịch, miễn giảm thuế giá trị gia tăng đối với vận tải nội địa trong thời gian 3 năm đồng thời báo cáo Quốc hội xem xét, chấp thuận áp dụng mức giảm thuế VAT cho phương thức vận tải container bằng đường thủy từ 10% xuống 5% nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp. kinh tế tài chính thế giới Thưa quý vị, Quốc hội Australia vừa thông qua gói hỗ trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay với tổng trị giá 130 tỷ đô la Australia, tương đương gần 80 tỷ đô la Mỹ. Gói hỗ trợ này tập trung vào việc trợ cấp tiền lương cho hơn 6 triệu lao động đang chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Đây là gói hỗ trợ kinh tế thứ ba nhằm trợ giúp các doanh nghiệp trả lương cho người lao động. Cụ thể, chính phủ Australia sẽ chi trả một khoản trợ cấp tiền lương cố định 1.500 đô la Australia trong vòng hai tuần cho mỗi lao động chịu ảnh hưởng bởi COVID-19. Số tiền trợ cấp sẽ được chi trả tới 6 tháng. Thủ tướng Australia cho biết, khoản trợ cấp giữ việc làm cho người lao động sẽ được giải ngân vào đầu tháng 5 nhưng đã có hiệu lực từ tháng 3. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa đưa ra cảnh báo rằng thương mại toàn cầu trong năm nay sẽ giảm tới 1 phần 3 do tác động của dịch COVID-19. Cụ thể, WTO dự đoán thương mại toàn cầu giảm từ 13 đến 32% trong năm 2020. Khoảng dao động lớn này là do có quá nhiều tác động của khủng hoảng y tế đối với nền kinh tế vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WTO cho biết nếu các nước phối hợp với nhau, thương mại sẽ phục hồi nhanh chóng và tăng 24% vào năm 2021 khi dịch Covid-19 được đẩy lùi. Dịch Covid-19 gây tổn thất gần 200 triệu việc làm. Thưa quý vị, đó là cảnh báo vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành tại nhiều nước trên thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tổng số giờ công lao động trong quý II 2020 sẽ giảm gần 7%, tương đương khoảng 195 triệu người lao động làm việc toàn thời gian. Hiện đã có tới hơn 4 phần 5 tổng số người lao động trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt nhằm khống chế dịch của chính phủ nhiều nước. Tình trạng được xem là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai bản tin kinh tế tài chính của đài phát thanh và truyền hình long an đến đây là hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt